Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nhau tô màu bức tranh quả cam này nha mọi người. Thì chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sử dụng màu cam để tô vỏ nha. Tô màu xanh dương lại tô kính nha. Tô bên tay này. Màu vàng, tô mũi, màu nâu tô vỏ bánh. Căn dâu tô bánh nha. Hồng tô miệng. Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha. Ok, bye bye.